Nhưng chuyến đi xem phong thủy miền Bắc, sau khi từ Hà Giang về Hà Nội, Khải Toàn bay từ Hà Nội đến Điện Biên thăm anh gia chủ. Anh bác sĩ đón Khải Toàn tại sân bay và đặt sẵn phòng khách sạn tại Mường Thanh. Anh chị gia chủ dẫn Khải Toàn tham quan vài nơi tại thành phố Điện Biên. Đây là quán cà phê King Coffee, nội thất đa phần bằng gỗ quý và một hồ cá koi rất là đẹp. Thế nào là phong thủy tốt? Không gian và tâm lý là phong thủy. Sạch sẽ gọn gàng là phong thủy tốt. Vì thế, thông cảm lẫn nhau và sạch sẽ là phong thủy tốt nhất. Cảm là cảm nhận người đó như thế nào, ta cho người đó thứ phù hợp, mọi việc mới thông suốt. Thông cảm chính là chìa khóa đầu tiên để có phong thủy tốt trong gia đình. Một cái đồng bằng mà được bao quanh bởi núi thì nhìn được. Tức là khi người ta bắn pháo hoa, cái tiếng nó còn vang lại luôn. Thế thì cái đồng bằng xanh này nó nổi tiếng bởi vì nó gạo ngon. Cái cầu bằng xanh này là pháp xây này. Viên trồng nó nhìn giống tỏi Lý Sơn ấy. Tỏi một củ ấy đấy. Đây là quả dứa rừng này. Quả này là dứa, hoa chuối rừng. Đây là quán cà phê nét xưa tại 45 Trần Văn Linh, sưu tập rất nhiều đồ gỗ quý đa phần là tôn giáo. Ông chủ tại đây có hát chầu văn cho khách hàng thưởng thức văn hóa nghệ thuật miền Bắc vào mỗi tối. Anh gia chủ bác sĩ là một người kiệm lời, yêu thích phong thủy. Yeah.